bây giờ là sinh nhật Quy Khiêm, nhưng mà thật sự ra bây giờ giọng đó, giọng mà của anh ở đây là cao nhất, nên vậy là ai có giọng thấp hơn bắt giùm cái. Rồi, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc Huy Khiêm đi sống lâu trăm tuổi. Hello, chúc mừng sinh nhật Huy Khiêm. Happy birthday. Chúc mừng sinh nhật Huy Khiêm. Đừng tối. Happy birthday Huy Khiêm. Càng ngày mắt là phải càng mơ màng nữa nha. Cái gì vậy? Ủa trời, ngày xưa là mắt là vậy, nhưng bây giờ lúc nào mới còn cái câu nói gắn trên cửa miệng. Yeah, so cute. Oh yeah, so cute. Ai cũng cute hết trơn vậy đó. Beautiful. Oh, oh yeah. Oh sweet. Oh yeah. Oh yeah. Oh sweet. Beautiful. Rồi, tới bên này. Chúc đi hai chị em à, chúc lành, chúc Huy Khiêm đi. Chúc ai? Chúc sinh nhật. Sinh nhật ai? Huy Khiêm. Chúc sinh nhật Khiêm đó hả? À. Tao chúc mày một sinh nhật thiệt là vui vẻ. Mày mau biết bò, mày mau biết đi, mày mau biết thò, mày chơi cho vui. Tao yêu mày, Khiêm ơi, tao yêu mày. Ngoan. Love you. Anh Khiêm, love you. Anh Khiêm, mày ơi, tao love mày. Tơ để mặc áo sặc sỡ đã, bảy màu rồi. Thách Thảo, chúc sao? Oh yeah, oh yeah, oh, oh beautiful, beautiful. Cái mắt sao chị? Mắt liêm diêm, mắt liêm diêm. Oh, oh yeah, oh 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 cute. You're so cute. Đó, I love you, Huy Khiêm. Đây chị Giáng Ngọc nè. Ủa, chị có hai người luôn không? Dạ được. Là bất đê Huy Khiêm. Bình thường là mình không có đẹp, nhưng mà mỗi lần gặp Huy Khiêm là tự nhiên mình đẹp. Cái gì vậy? Tự nhiên thấy mình đẹp ra. Đẹp hay là mình hẹp? Là hình của em, tất cả những hình trong phòng của Giáng Ngọc là hầu như là đều là của Huy Khiêm chụp hết. Kéo đầy nguyên một cái phòng luôn. Không, mà quan trọng là có chị trong phòng không? Dạ, là hình gì? Cái hình đó là phải đi lên phòng em mới biết được. Chúc anh Huy Khiêm birthday, trăm năm hạnh phúc, sống lâu bạc đầu. Trăm năm hạnh phúc, sống lâu bạc đầu. Sinh nhật mà làm như đám cưới. Đúng rồi, Huy. Sống lâu trăm tuổi và trăm năm bạc đời. Chúc Huy Khiêm mỗi năm mạnh khỏe, đều vui vẻ, cứ để tiệc cho anh em vui. Thế thì bố đề vừa đó. I love you, anh chồng. I love you. Không nói không? Calm hang, ok. Nói liệt đi. Happy birthday, Huy Khiêm. I wish you peace. Most of important is peace and happiness. Happy birthday, Huy Khiêm. Chúc mừng sinh nhật Huy Khiêm.
Tân niên quay lờ. Tân á, sáng quá thơ, chơi sáng quá thơ. Chúc Huy Khiêm mạnh khỏe, trăm năm hạnh phúc, trẻ mãi không già. Trời ơi. Năm đầu bạn. I love you. Ồ, thank you. Chói mà giống như là đô lưỡi. Phải không? Chúc mừng happy birthday. Chứa còn ai nữa? Còn chắc ba ơi, còn bánh nữa. Nói đi. Lăng hoàng quá nè, cả ba của mình. Nói rồi. Chúc Huy Khiêm. Chúc Huy Khiêm dễ thương. Stay young, stay pretty. Không làm okay. Sắc rạc vậy đó sao? Ông cho anh nói chút xíu. Đàn ông gì mà sao chúc xong mà ngồi kéo chân kéo tay thì nãy ta chụp là bà Cam Thơ đã quay rồi thì là tên không biết nhưng mà trong lòng tôm nói là tôm thôi chứ không phải muốn lột ăn giờ nào ăn. Đúng không? Không tên tôm thôi, không phải muốn lột. Thảo nghe nói là không phải im lặng đây. Thì là tôm nói là tôi tên tôm thôi, không ai muốn lột ăn gì nào ăn đâu. Nhưng con đứa nó lột quá trời mà đêm nào cũng ăn hết là Thanh Thảo. Thanh Thảo sẽ nói lại là bà Cam Thơ rồi bà trái cam tối nào cũng lột không ăn vậy. Mình mới nói là tôi hết móng tay rồi không có lột nữa. Thôi giờ uống cả đây, chúc mừng cho Nhật Kim đây. Make cô hát happy birthday đi. Hey, happy birthday to you. Mừng sinh nhật em này nhỏ quá không đủ. Ok vô. Ok vô. Thảo đi ra bà Thảo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Xin lỗi mới đưa tay bên đây dở quá. Không, chưa từ đây chụp đúng nhân cái đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ em muốn cái gì trong cái sinh nhật của em. Rồi, sao bây giờ về? Vô hết. Vô hết đi. Trời, chụp bằng điện thoại tối lắm. Thôi đi. Thôi. 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 Thôi.
đến 1, 2, 3, mọi người nói Huy Kim nha. 1, 2, 3, oh yeah. Rồi, rồi, rồi. Rồi, kịp rồi, rồi. Má nói đi. Rồi, nhân chương trình này thì ở đây thì phải nói là phim quá là sung sướng, sung và sướng là được. Nè, xúc động nữa, xúc động rồi chiều. Anh biết hứng rồi, mà anh không biết làm sao hết. Thì nói chung là Kim đã nhận được món quà của tất cả các bạn bè rất là thân thương, coi như đã gửi một tấm lòng đến đây. Đầy hết tiền. Ủa tiền hả? Không, không, quan trọng là cái mẹ nó gà. Trời ơi, quan, 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 xí, phía sau không? Quan, để em nói cho nghe. Đúng rồi, đúng rồi. Bà Lam với bà Linh á, là hai bà có giỏi một cái này nè. Là bất cứ một cái tiệc gì, từ bất, gì, nồi, sinh nhật, tôi nồi, ngày tháng, đám giỗ, đám quải, đám, đám, đám gì cũng vậy. Là mấy bà đi kiếm nghiệp. Mấy bà kiếm thiệp rất là đẹp, rất là hợp với cái bối cảnh đó. Xong rồi bắt đầu mấy bà viết từng nét chữ rất là dễ thương và quý giá. Mà em có rất là nhiều thiệp từ hai cái bà này. Mà ngày hôm nay là sinh nhật anh Kim, là cũng bà Lam với bà Linh, là hai bà là kiếm mà thiệp bày trò ra là quy tụ hết mọi người viết vô đây. Đó, viết vô đây. Là viết, viết, phụ, viết, viết vô đây. Đó, viết vô đây những cái lời đường mực đó. Mà Huy Kim sẽ đi nhận tiền á, tiền thì có thể xài hết. Nhưng mà thiệp á, thì có giữ hoài đó. Giữ chút tiền. Nhưng mà cái tiếng là kỳ này không có tiền. Mà biết sao cái thời buổi nó hại điện cái lục. Thời buổi nó hiện đại đó. Là con người ta viết nhau trên Facebook không à. Á lộn, Facebook đó. Nói đúng tiếng Anh nha, Facebook đó. Và con người ta là toàn là mắng tin điện tử đó. Thì mấy bà là dùng thiệp viết bằng tay cho nên là đơn giản là đầy là baby shower là đầy tháng nè, giá trị lắm á, baby shower là đầy tháng nè, thôi nôi rồi đó là em giữ cho Talia 18 tuổi Kim cũng giữ tất cả cái thiệp từ xưa tới giờ bao nhiêu năm birthday rồi, Kim vẫn giữ lại, chắc có một ngày nào đó Kim sẽ chứa hết cho mọi người. Đúng, 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 người đúng, 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 và Huy Kim cũng là một trong những con người có tâm hồn nó đẹp. Ở cái chỗ là Huy Kim cũng là người mà birthday sinh nhật dỗ quả gì đó, à mà là Huy Kim cũng đi kiếm thiệp và biết vô thiệp. Viết bằng tay nắm nó từng chữ cho nên đó là mình là quý cái đó, còn tiền lấy xài mẹ nó rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. I love you all. I love you all. I love you, I love you, I love you. Không bao giờ kiếm được. Mời được nhân vật chính ra đây để nói chuyện, ở trong kia ồn quá đâu có nói gì được, cho nên là hồi nãy giờ là cắt bánh rồi nè, chụp hình rồi nè, vui cười ăn nhậu rồi nè đó. Bây giờ Huy Kim thấy làm sao? Phải nói là hôm nay quá vui, là tại vì thật sự ra hồi đó giờ làm sinh nhật mấy lần rồi mà hôm nay mới có được diện, coi như là mời được tám mà anh Quang tới dự luôn. Phải nói là một sự rất là hiếm luôn á. Hiếm à? Rất là hiếm. Đúng rồi, hình như năm nay là năm đầu tiên mà sinh nhật Huy Kim có Lê Quang và đúng, chính xác luôn. Thì phải nói là một điều rất là vui và rất là quý cái tình cảm của tám dành cho tất cả bạn bè nghèo anh em ngày hôm nay. Mà hôm nay thì phải nói là một buổi đặc biệt, rất là phải nói là ấm cúng cho một cái nhà hàng Red O ở vùng Fashion Island. Phải nói là Kim rất là hạnh phúc là được anh chị em nghệ sĩ và trong đó có tám coi như lúc nào cũng nghĩ đến mình, mà lúc nào cũng coi như là tạo cho mình được một cái sự happy. Thì cái đó là cái mà Kim rất là biết ơn. Và hôm nay Kim cũng cảm ơn tất cả mọi người ở đây, và đặc biệt là tám tới đây không những mà enjoy chỗ này mà còn quay lại những cái thức phim coi như là kỷ niệm, và không phải bây giờ quý đâu, 10 năm sau coi lại. Yeah. Thì lúc đó mình cảm thấy wow, sao lúc mình được hạnh phúc thế. Tuy là hôm nay cái tiệc nhỏ nhỏ đúng mà đó, rất là vui, mà rất là ấm cúng, rất là vui. Cái chỗ này đồ ăn rất là ngon. Lần đầu tiên á Tâm Thơ đến đây á, mà cái cảnh khung cảnh nó rất là lãng mạn, rất là đẹp. Chính
xác. Thì Kim rất là thích tại vì chính Kim cũng là đầu tiên tới đây. Nhưng mà tại vì rất là nhiều người như Trúc Linh là recommend cho tôi, cho Kim luôn là nên làm một buổi ở đây cho vui. Thì sẵn đây rồi Kim cũng nói sơ luôn, nhà hàng lát Cam Thơ sẽ đi rảo một vòng quay. Tuy nhiên là lúc này thì nhà hàng ít người rồi thì Cam Thơ có thể là quay cho quý vị xem. Không phải mình quảng cáo đâu, nhưng mà sẵn dịp này thì mình thấy là giới thiệu đấy. Nếu mà ai có dịp gì thì chẳng có được commission gì cả, nhưng mà giống như là có một cái tiệc hay là một cái gom gì và party nhỏ thì sẽ rất là vui như quý vị, và được một cái private room phòng, nữa, một phòng riêng nữa chứ, riêng luôn. Không có ảnh hưởng tới khách ở trong nhà hàng. Nên tại vì tụi mình quá la lanh ồn quá mà. Thật sự là mày nói là hôm nay là ngồi ngoài ai chịu nổi, ai mà chịu nổi, thật sự luôn không chịu nổi được. Tại vì thấy là mọi người thì vui vẻ mà, tại vì gặp lâu lâu anh em mới gặp nhau thì cái này là một cái phải nói là tới giờ Kim cũng cảm thấy hạnh phúc mà được một món quà của Tám gửi cho, bước vô cái là gửi quà liền vậy đó. Mở hàng luôn hả? Mở hàng luôn á, bà là người mở hàng đầu tiên á. Cảm ơn Thơ nhiều lắm nhé. Ok. Hy vọng là coi như là quý vị xem qua thì cũng coi như là chia sẻ với lại Kim một phần nào, và Kim cũng chúc cho quý vị coi như ngủ ngon nhé. Yeah, rồi cảm ơn. Happy birthday nhé. Trời, nãy tôi có chiếu cái mặt mèo á, mặt baby chét cái bánh lên á, mặt mèo á. Trời ơi. Hay lê. Hẹn Tám một ngày rất gần nhưng mà không phải cho trong tiệc nha quý vị. Trong một cái project đang thực hiện. Ok, rồi. Hy vọng là sẽ thành công. Yeah. Rồi, bye bye.